Chào các bác nhá, em lại test tiếp cái bộ PS4 Slim Hack này cho bác Vi ở trong bình dương. Bác chuyển khoản full cho em rồi nhé. Đây, máy đây, vỏ thì cũng còn đẹp, không phải cũ đâu. Con này firmware là 7.55 và bác đã update lên 1T, ổ cứng 1T. Một tay nhá. Đây kèm cái tem bảo hành của em này. Dây dợ thì đầy đủ, dây nguồn này, dây HDMI này, đây là dây sạc cho tay này, đây gắn luôn đây, đó, đây, cái cổng này thì gắn củ sạc điện thoại được hoặc là cổng USB của máy. Đây con này thì còn nguyên tem voi, chưa hề tháo, tem bảo hành của em đây. Đấy, phần kết nối thì đây là cái rắc nguồn này, cổng AUX thì không dùng nhá, cổng này cổng HDMI này, cổng mạng, con này hack thì không dùng mạng quá nhá, không được bật mạng đâu. Đằng trước thì là phím to là phím bật nguồn này, phím nhỏ là phím ra đĩa này, cái nhét đĩa ở đây, bạn hack nhưng vẫn đọc được đĩa bản quyền. Đây có hai cổng USB đằng trước nhá. 7.55 này thì bật hack nó hay bị chậm nguồn máy ạ, thế thôi, không phải riêng gì máy nhà em bán đâu. Đây cắm nguồn, cắm HDMI vào, bật máy thì bấm cái phím này hoặc là bấm phím nguồn trên thân máy, đấy nó sẽ tự bật. Bật hack thì nó có thể sập nguồn 2-3 lần thì mới được, mới thành công. Nếu hôm nào mà đỏ thì nó lại được một phát lần đầu tiên được luôn, nó tùy hên xui. Mình chơi máy hack nếu không ai cao thì phải chấp nhận cái việc đấy. Bật được hack thì có thể để chế độ nghỉ, chơi xong để chế độ nghỉ, không cần phải tắt máy. Lần sau bật máy trở lại thì không phải bật hack. Đây game thì em cài theo yêu cầu của bác rồi. Sau thông tin của máy trước nhá, lên trên này, chọn cài đặt này, hệ thống này, thông tin hệ thống này, đấy, firmware là 7.55 nhé. Từ firmware này trở xuống mới hack được, còn từ đây trở lên thì không hack được. Trên cao hơn thế này là không hack được. Nếu firmware càng cao thì bật hack nó càng khó. Ổ cứng này, bộ nhớ nhá. Đấy, bộ nhớ nâng cấp lên 1 terabyte rồi, nó chỉ nhận 861.4 GB và còn chống một ít thôi, không cài thêm game nữa. Game cũng cài khá khá. Đây những game là bác gửi đây, 1 này, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 game. Đấy, 23 game. Đây có PES 22 nhá, bản này bản tiếng Anh thôi, không có bản tiếng Việt đâu. Bản này vẫn là cái bản mốt của PES 21 thôi. Đấy thì game bật máy lên thì nó sẽ có hình cái khóa này cho chơi nếu mà mình chưa bật hack. Đấy, bấm vào nó sẽ hỏi bản quyền nhá. Đó, bây giờ mình phải bật hack thì mình chơi được. Đấy, bật hack thì bác vào đây, vào cái trình duyệt internet này này, máy nào cũng thế thôi, đều phải vào đây để bật hack cả. Nó chạy JavaScript này. Đấy xong chọn luôn cái trang đầu tiên này, này, cái Golden Hand 2.0B. Đấy cứ phải nó hiện nay thì cứ bấm OK thôi nhé, đến khi nào được thì thôi. Phải xác định là nó sẽ sập nguồn ít cũng phải 2 hoặc 1 lần thì được. Còn không thì nó có thể sập 3-4 lần này.
nó bắn ra pop up này nhưng mà nó không chuyển sang cái màn hình khác thì vẫn chưa được đâu nhé. Như này chắc chắn là chưa được luôn. Đấy, nó phải chuyển sang một cái giao diện khác cơ. Nó thông báo ok ra thì mới được. Chứ còn nó vẫn nguyên cái màn hình này thì không được nhé. Mặc dù nó có bắn pop up. Cái này chỉ cần vào bất cứ một ứng dụng nào nó sẽ treo cứng luôn. Đấy, cho nên là mình sẽ phải khởi động lại. Cái bước này mình chọn nguồn. Tùy chọn nguồn này. Khởi động lại máy. Đấy, khởi động lại nó treo luôn cái bước khởi động. Đây là gọi là một lần fail. Alo. À đây à, giờ ok. Đấy, nó khởi động lại. Rồi mình lại vào cái trình duyệt này để bật hack không? À, nó sẽ hiện lên cái này. Và mình sẽ chọn cái Golden Hand 2.0B nhé.
lại sập nguồn lần hai rồi. À, mình đợi cái đèn này nó tắt hẳn xong mình bấm bật lại. Thoát nhanh, kiên nhẫn luôn. Đấy, khi nó bị sập nguồn nó khởi động lên nó sẽ phải kiểm tra cái trạng thái của bộ nhớ này. Nếu mình chơi mà nó cúp điện đột ngột thì bật lên nó cũng sẽ ra cái màn hình kiểm tra này. Đấy, còn xong bảo là cái tắt nguồn không đúng cách và ok thôi. Lại bật lại hack này. Mua được em 2.0B. Hy vọng lần này được. Fail, vẫn bị fail. Jailbreak fail này. Reboot lại PS4 này thử lại. Đây, chọn đóng trình duyệt nhé. Nếu nó ra màn hình này, chọn đóng trình duyệt. À, tự reboot luôn. Đây là lần thứ 3.
đấy, nó phải ra cái giao diện này, ra cái màn hình này mới thành công nhá. Đấy, bắn vừa bắn pop up và nó vừa chuyển sang cái giao diện này mới thành công. Đấy, ra break, bên bố ra break load được. Đấy, sau đó mình sẽ xuống chọn cái phần đóng trình duyệt internet nhé. Đấy, bây giờ bật mới thành công. Đấy, khóa nó mất rồi đây. Được chưa? Rồi vào phần cài đặt này, nó sẽ có cái biểu tượng hack này, golden hand đây này. Đấy, có nghĩa là máy đã bật hack. Rồi, thử vào chơi game nhá. Thử cái game lúc đầu này. Đây, Tom Gray. Mấy chục phút bây giờ lần tư đấy, tức là bị sập nguồn 3 lần, lần tư mới thành công. Vuông để lên lái xe này. Cho mọi người là sao? Cửa đâm trên người. Được xét em.
Em chưa có dính đây. Nhiệm vụ gì ấy? Chơi chơi bao giờ trải nghiệm thôi. Kẹt đây rồi, không ra được.
Không chịu, không biết chơi nào. Rồi, thoát game rồi giữ đi phím này bao nhiêu? Đấy, xong chọn đóng ứng dụng. Đấy, như thế thôi, chơi game đánh vượt hack như thế thôi. Test thử một đoạn thế. Rồi, đấy bây giờ em sẽ chuyển vào cái chế độ nghỉ này. Thử xem nó thành công nhé. Đấy, chọn nguồn này, xong rồi chọn vào chế độ nghỉ. Đừng tắt máy, chơi xong rồi đừng tắt máy nhé. Đấy, xem nó có thành công không. Đấy, màn hình nó tối đen lại như này là thành công nhé. Với cả cái đèn nguồn này này. Đèn nguồn nó sẽ tí nó sẽ chuyển sang cái nháy màu cam ấy. Nháy màu cam thì là bật hack thành công, à để vào chế độ nghỉ thành công. Có nhiều khi để vào chế độ nghỉ nó cũng fail ấy. Đấy, nó chuyển sang màu cam nhé. Nháy đèn màu cam. Đấy, như thế là chế độ nghỉ thành công. Đèn đứng im, nó đang trong chế độ nghỉ. Đèn màu cam đứng im. Rồi bây giờ bật lại nhé. Đấy, bấm phím nguồn này, bấm phím bé này. Đấy, nó sẽ bật lại nguồn này. Hơn 30 phút rồi. Đấy, để xem còn hack không thì vào đây, vào phần cài đặt này. Đấy, nó vẫn còn cái biểu tượng Golden Hand này. Có nghĩa là máy vẫn đang ở chế độ hack. Đấy thế thôi. Và chơi game bây giờ là bình thường. Đấy, chơi được. Rồi, em thoát game nhá. Đóng ứng dụng này. Đấy, thế thôi. Tắt máy để ship cho bác Vi ở trong Bình Dương nhá. Nguồn này. Tùy chọn nguồn này. Còn tắt nguồn. Đấy, ship đi rút nguồn điện thì phải bắt buộc phải tắt máy chứ không để chế độ nghỉ được. Đấy, ship cho bác Vi Bình Dương. Bộ Slim Hack firmware 755. Ổ cứng 1T. Bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video giúp em nhé. Hoặc là inbox vào Zalo ấy, Zalo Facebook ấy, inbox Zalo Facebook ấy, tại vì YouTube em ít khi vào lắm. Bác mua hàng ở xa thì vui lòng cọc trước thì em mới ship code. Đấy, như bác Vi này thì bác ấy chuyển khoản full luôn. Không cần cọc nữa, chuyển full luôn. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.